Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, thời gian vừa qua mạng xã hội nước ngoài rầm rộ chia sẻ hình ảnh đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị vỡ, nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 7 vừa qua, tờ The Paper.cn của Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo đó, tờ này cho biết những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có nhiều chi tiết không khớp với thực tế của đập Tam Hiệp. Ví dụ, sau khi tìm kiếm những hình ảnh đó trên Google, Yandex và Baidu, Paper.cn nhận thấy một bức ảnh cho thấy hàng nghìn người mắc kẹt do vỡ đập thực ra đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2021. Thực chất, bức ảnh này chụp lại cảnh người dân và đội cứu hộ đang cùng nhau chống lũ lụt tại một ngôi làng ở huyện Tắc Sơn, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Bên cạnh đó, các vách đá ở hai bên bức ảnh cho thấy con đập bị vỡ không hoàn toàn tương ứng với con đập thật, Paper.cn cho biết. Ngoài ra, đội ngũ của The Paper cũng đã sử dụng Hive, công cụ phát hiện hình ảnh AI để kiểm tra các hình ảnh và nhận thấy những hình ảnh này có xác suất do AI tạo ra hơn 99%. Sự thật đã được công bố ngay sau đó. Theo đó, mực nước tại Nghi Sương, nơi có con đập Tam Hiệp rơi vào khoảng 44,5m, chưa vượt ngưỡng cảnh báo 53m. Dữ liệu được lấy từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, cũng trong khoảng thời gian này không có báo cáo nào về hỏa hoạn hoặc vỡ đập. Không ngừng bị đồn đoán rạn nứt, vỡ, đập Tam Hiệp mới đây bất ngờ nhận tin vui lớn khiến ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Đập Tam Hiệp nằm chặn ngang sông Trường Giang ở Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, xây dựng vào năm 1994, cho đến nay được xem là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, công suất cũng như giá trị mà nó mang lại là vô cùng lớn đối với đất nước thì dân. Mới đây, cơ quan quản lý của đập đã công bố một tin cực vui, đó là trong suốt 20 năm qua, tổng sản lượng hàng hóa thông qua các âu tàu tại đập Tam Hiệp đã vượt quá 1,91 tỷ tấn trong khoảng thời gian 20 năm. Âu tàu được ghi nhận đã đón hơn 993.000 tàu thuyền cùng khoảng 12,20 triệu lượt hành khách qua lại. Ngay từ khi chạy thử nghiệm vào ngày 18 tháng 6 năm 2003, cho đến nay có rất nhiều sự thay đổi và nâng mức trọng tải tối đa của tàu thuyền từ 1.000 tấn lên 5.000 tấn. Việc chú trọng phát triển giao thông đường thủy đem lại rất nhiều lợi ích cho Trung Quốc vì vừa tiêu thụ ít năng lượng, ít ô nhiễm, lại có thể tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. Trước đó, vào năm 2022, sản lượng hàng hóa thông qua âu tàu đập Tam Hiệp được ghi nhận là đạt mức kỷ lục 156 triệu tấn, tăng nhanh qua các năm. Để vận hành hệ thống kiểm soát thủy lợi đa chức năng này, cơ quan quản lý đã phải cực kỳ sát sao và cẩn thận trong mọi khâu. Với chiều dài đập là 2.309m, chiều cao 185m, có âu tàu 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam, cùng 34 tổ máy phát điện với hệ thống tổng hợp có công suất phát điện là 22,5 triệu kW, thì những lợi ích đập Tam Hiệp mang lại cho Trung Quốc là điều không còn gì bàn cãi. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện thông tin và hình ảnh cho rằng đập Tam Hiệp bị vỡ và nhiều khả năng khiến đất nước thì dân rơi vào thảm họa. Thế nhưng sau đó, dân tỉnh đã nhanh chóng phát hiện ra điểm vô lý trong bức hình được lan truyền. Không chỉ không khớp với hình ảnh thực tế của đập Tam Hiệp, hình ảnh này còn bị hai công cụ phát hiện hình ảnh AI kiểm chứng xác suất do AI tạo ra lên đến hơn 99%. Do đó, chuyện đập Tam Hiệp cháy, vỡ là hoàn toàn lời bịa đặt. Mới đây, một kế hoạch xây dựng thủy điện mới tại Trung Quốc đã được công bố với mục tiêu bơm tích trữ lượng nước phát điện lớn gần 10 lần công suất hiện tại của siêu đập Tam Hiệp bằng công nghệ thủy điện tích năng. Theo hãng tin Bloomberg, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Điện Trung Quốc Power China, ông Ding Zhanwang cho biết, nước này có kế hoạch bắt đầu xây dựng hơn 200 nhà máy thủy điện tích năng để thể tích trữ lượng nước đủ để tạo ra công suất phát điện tới 270.000 MW vào năm 2025. Con số này gấp hơn 10 lần công suất của siêu đập Tam Hiệp, 22.500 MW. Ông Ding Zhanwang nói với tờ People Daily rằng, kế hoạch này sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích trữ nhiều hơn tất cả các nhà máy thủy điện ở Nhật Bản. Nó cũng sẽ nâng công suất lắp đặt của Trung Quốc lên khoảng 10% và tăng khả năng tích trữ năng lượng của thế giới lên khoảng 170%. Nếu những kế hoạch này được tiến hành, chúng sẽ đánh dấu một sự gia tăng đáng kể so với những gì được đề xuất trong kế hoạch 5 năm của Trung Quốc cho giai đoạn năm 2021-2025. Các kế hoạch trước đó được dự tính sẽ đưa lượng nước tương đương 62.000 MW vào tích trữ dựa trên 60.000 MW đã có sẵn. Vào tháng 1 năm nay, Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc cũng đã khởi động nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất thế giới ở tỉnh Hà Bắc,
cơ sở Phong Ninh với công suất 3.600 MW. Vào tháng 2, Power China đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác đảm bảo chuỗi cung ứng được thành lập để hỗ trợ đẩy mạnh các kế hoạch lưu trữ nước bằng bơm. Công ty cho biết trên trang web của mình rằng mục tiêu là đảm bảo các dự án lưu trữ được bơm mới có chuỗi cung ứng an toàn, đáng tin cậy, mạnh mẽ và hiệu quả. Power China là một công ty nhà nước tại Trung Quốc bao gồm 779 công ty con, bao gồm các công ty nổi tiếng như Siho Hydro. Nó hiện là nhà thầu lớn thứ 5 trên thế giới. Thủy điện tích năng là một cách lưu trữ năng lượng ngược so với thủy điện thông thường tích nước. Bằng cách xây đập tích nước từ cao xuống thấp, nó được sử dụng để cân bằng phụ tải điện khi có điện dư thừa với giá rẻ. Vào thời điểm nhu cầu tăng cao, lượng nước lưu trữ lại được xả nước từ trên cao xuống và tạo ra điện. Theo đó, nước sẽ được bơm ngược từ hồ chứa ở độ cao thấp hơn lên độ cao cao hơn bằng cách sử dụng năng lượng điện ngoài giờ cao điểm dư thừa với chi phí thấp hoặc sử dụng điện gió, điện mặt trời. Điều này sẽ tạo ra những viên pin nước khổng lồ trên cao và huy động khi cần thiết. Theo Hiệp hội Thủy điện Quốc tế, thủy điện tích năng chiếm 158 GW. Dung lượng lưu trữ vào năm 2019 tương đương 94% dung lượng lưu trữ năng lượng thế giới. Các nghiên cứu gần đây của Hiệp hội cho thấy có hơn 600.000 địa điểm không thuộc các dòng sông có thể được khai thác trong tương lai. Trung Quốc cũng đã tiến hành các kế hoạch triển khai các hình thức lưu trữ năng lượng mới hơn như pin lithium-ion, nhằm tăng khả năng dự phòng trong các trường hợp thiếu điện. Trên sông Trường Giang không chỉ có đập thủy điện Tam Hiệp, mà còn có tới 5 nhà máy khác tạo thành hệ thống 6 thủy điện khổng lồ, mạnh gấp 10 lần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Siêu đập thủy điện Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã quá nổi tiếng với quy mô được tạo thành từ 39 triệu mét khối bê tông, cũng như nhà máy điện đi kèm với nó có công suất lớn nhất thế giới. Để so sánh, nhà máy thủy điện hạt nhân lớn nhất thế giới là nhà máy Kashiwazaki Kariwa, vận hành từ năm 2008 tại Nhật Bản. Xây dựng tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata có tổng công suất là 8.212 MW. Như vậy, 6 anh em thủy điện Tam Hiệp mạnh gần bằng 9 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo Tân Hoa Xã, 6 nhà máy thủy điện trên sông Dương Tử tạo ra 300 tỷ kWh điện mỗi năm, giảm tiêu thụ 90 triệu tấn than và giảm 248 triệu tấn khí thải carbon. Với 6 nhà máy trên chiều dài 1.800 km dọc sông Trường Giang, Trung Quốc hiện sở hữu hành lang điện sạch lớn nhất thế giới. Hãy cùng điểm mặt những nhà máy điện khổng lồ này. Nhà máy thủy điện đập Tam Hiệp 22.400 MW. Mỗi tua bin nước chính của nhà máy điện trên đập Tam Hiệp có công suất 700 MW. Kết hợp công suất của 32 tua bin chính của đập với 2 tua bin điện nhỏ hơn 50 MW mỗi máy cung cấp điện cho chính nhà máy thủy điện Tam Hiệp. Tổng công suất phát điện của đập Tam Hiệp là 22.500 MW. Đây vừa là nhà máy điện nói chung và cũng là nhà máy thủy điện nói riêng lớn nhất thế giới. Nhà máy thủy điện đập Bạch Hạc Than 16.000 MW. Đập Bạch Hạc Than được xây dựng ngay sau đập Tam Hiệp nhưng về phía thượng nguồn và cũng là nhà máy thủy điện lớn thứ 2 trên thế giới. Nhà máy này nằm trên sông Kim Sa, cách gọi đoạn thượng nguồn của sông Trường Giang. Đây là con đập có độ cao hồ chứa tới 825 m, dung tích 20,6 tỷ mét khối nước với công suất lắp đặt tới 16.000 MW. Nhà máy thủy điện đập Khê Lạc Độ 13.860 MW. Đập thủy điện Khê Lạc Độ cũng nằm trên sông Kim Sa với độ cao hồ chứa 285,5 m, chứa 12,67 tỷ mét khối nước. Nhà máy thủy điện Khê Lạc Độ gồm 18 tổ máy phát lớn với tổng công suất 13.860 MW. Đây cũng là nhà máy thủy điện lớn thứ tư trên thế giới. Nhà máy thủy điện đập Ô Đông Đức 10.200 MW. Nhà máy thủy điện này nằm cũng trên sông Kim Sa, gần biên giới giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Với tổng công suất lắp đặt 10.200 MW, đây là dự án thủy điện lớn thứ tư ở Trung Quốc và xếp thứ 7 trên thế giới. Nhà máy thủy điện Hướng Gia Bá 6.448 MW. Dự án thủy điện Hướng Gia Bá sở hữu hồ chứa cao 162 m, khai thác phần dưới dòng chảy chính của đoạn sông Kim Sa với công suất lắp đặt 6.448 MW. Dựa trên công suất, đây là nhà máy thủy điện lớn thứ 10 trên thế giới. Nhà máy thủy điện Cát Châu Bá 2.715 MW. Công trình này khởi công xây dựng năm 1970 và vận hành tổ máy phát điện đầu tiên năm 1981. Đây được xem là cơ sở để chính quyền Trung Quốc bắt đầu triển khai các siêu đập thủy điện như đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp giống như quả bom nước nhưng không thế lực nào dám tấn công. Dù chứa tới 38,8 tỷ mét khối nước nhưng đập Tam Hiệp gần như không lo ngại việc bị tấn công bởi đã có một điều khoản trong hiệp ước quốc tế ngăn chặn điều đó xảy ra trong tình huống xung đột. Khi xây dựng đập Tam Hiệp, rất nhiều thông tin lo ngại rằng con đập khổng lồ chứa 38,8 tỷ mét khối nước này giống như một quả bom nước nổ chậm
có thể bị tấn công khi chiến tranh xảy ra và gây ra thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, mối nguy từ chiến tranh với con đập khổng lồ này thường rất thấp bởi việc tấn công một con đập là điều được loại trừ theo Công ước quốc tế. Cụ thể, theo Nghị định thư bổ sung của Công ước Geneva năm 1949, việc tấn công phá hủy các con đập có khả năng gây tổn hại đáng kể cho dân thường có thể bị coi là tội ác chiến tranh. Điều 15 của Nghị định thư bổ sung 2 năm 1977 quy định, các công trình hoặc cơ sở chứa các lực nguy hiểm, cụ thể là đập đê và trạm phát điện hạt nhân, sẽ không bị coi là đối tượng tấn công, ngay cả khi các đối tượng này là mục tiêu quân sự, nếu cuộc tấn công có thể gây ra sự giải phóng các lực nguy hiểm và gây ra tổn thất nghiêm trọng cho các bên dân sự. Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, việc tấn công các con đập vẫn được tiến hành như vụ tấn công vào tháng 5 năm 1943 bởi không quân Hoàng gia Anh ném bom các đập thủy điện của Đức ở thung lũng Ruhr, trung tâm công nghiệp nước Đức lúc đó. Dù được xem là mục tiêu quân sự, nhưng vụ tấn công cũng khiến 1.600 dân thường thiệt mạng. Công ước Geneva hiện đã có gần 200 quốc gia trên tổng số 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đồng ý tham gia. Công ước Geneva được coi là quy định nghiêm ngặt nhất, hạn chế tối đa việc xung đột vũ trang có thể tác động đến các công trình khổng lồ, có thể ảnh hưởng lớn đến người dân thường như đập Tam Hiệp. Việc vi phạm Hiệp định Geneva, đặc biệt là điều khoản về nghiêm cấm tấn công đập nước, được xem là rất nghiêm trọng. Bất cứ bên nào tiến hành tấn công đều sẽ bị lên án và có thể phải chịu sự truy tố của Tòa án Hình sự Quốc tế, bị coi là tội phạm chiến tranh và đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, đối với những con đập lớn như đập Tam Hiệp, việc bị tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang là gần như không thể. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!